cố Hề Hề, thế mà em lại dùng mỹ nhân kế, biết ngay là anh giở trò. Khảo sát học tập sao? Anh xem nhé, từ khi khai trương đến nay, CEC đã gặp nhiều khó khăn mà mỗi khó khăn đều khiến em trở tay không kịp. Em thấy kinh nghiệm của mình vẫn còn quá ít. Vì vậy em định đăng ký một lớp bồi dưỡng để học hành cẩn thận. Nếu em suy xét kỹ rồi, thì không vấn đề gì, em biết đấy. Anh vẫn luôn là người ủng hộ em nhất. Thật à, anh sẽ ủng hộ em sao? Tất nhiên rồi. Đến lúc đó, ngày nào anh có được đưa đón em đi học ở nơi khác? Nơi khác sao? Không sao, anh đi cùng em. 3 tháng đấy, chắc anh không đi lâu như vậy được. Bao lâu? 3 tháng, lâu vậy à? Còn là đi nơi khác? Không được, tuyệt đối không được. 3 tháng đã là khóa học ngắn nhất rồi, phải học nhiều tiết lắm, thời gian còn không đủ. Em muốn học gì anh có thể dạy em mà. Em cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Tất nhiên em cũng muốn chiều em như vậy, để em ngồi mát ăn bát vàng. Em không phải người như thế, em vẫn muốn cố gắng hơn. Em đã cố gắng lắm rồi, thật đấy. Vậy tức là anh không ủng hộ em rồi. Ủng hộ? Tất nhiên ủng hộ rồi. Vợ muốn đi học, tất nhiên phải ủng hộ rồi. Phải ủng hộ, phải là mâu thuẫn vững chắc của em. Nghĩ cho kỹ. 3 tháng đấy. Em không nhớ anh sao? Em nhớ chứ. Chắc chắn em sẽ nhớ anh muốn đúng chết rồi. Nhưng công việc thì vẫn phải làm. Chẳng lẽ xa em có 3 tháng mà anh đã không được rồi sao? Anh là ai? Doãn Tư Thần, người cuồng công việc. Anh là tên ngốc yêu vào một cái, là dính vào bạn gái không rời nổi sao? Không phải, anh là một người thành đầy chín chắn. Yêu xa hay công tác gì đó đều không thành vấn đề. Anh tuyệt đối sẽ không nhớ em. Không vấn đề gì. Vậy chúng ta quyết như thế nhé. Anh đừng ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho em từ sáng đến tối. Ảnh hưởng đến em học tập nhé. Vậy nói trước nhé. Một ngày 10 cuộc gọi. 10 cuộc thì nhiều quá. 8 giờ sáng em phải vào 10 giờ tan học. Chúng ta nói trước, gọi một cuộc trước khi ngủ được không? Thế còn gọi là học sao? Lịch học một ngày hơn 12 tiếng. Thế mà gọi là học. Em làm gì có thời gian nghỉ ngơi? Bỏ đi. Cũng không cần một ngày 10. Mỗi ngày một tin nhắn là được. Em ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Biết anh chu đáo nhất mà. Em còn nói được sao? Được. Hôm nào đi, anh tiễn em. Ngày kia. Tư Thần. Cố Hề Hề, em tìm gì vậy? Tư Thần, anh thấy cước công dân của em không? Không thấy, em tìm kỹ lại đi. Em xem trong túi có không? Không có. Cố Hề Hề, đau, đau đầu quá. Mau qua đây, mau qua đây xoa bóp cho anh. Đau ở đâu? Ở đầu ấy. Đau. Đau chỗ này à? Đau quá. Em xem nào. Cố Hề Hề, thế mà em lại dùng mỹ nhân kế, biết ngay là anh giở trò. Chẳng phải anh đồng ý rồi sao? Sao lại nuốt lời rồi? Anh thấy là để căn cước công dân dưới gối của anh có thể sẽ khiến anh ngủ ngon giấc hơn. Lỡ như mơ thấy em đúng thì sao? Chẳng phải em ở ngay cạnh anh sao?
Ảnh chụp chung này là thế nào? Anh sợ em nhớ anh quá, bỏ nó vào để em nhìn cho đỡ nhớ. Vậy chiếc áo phông này thì sao? Chiếc áo này là anh đặt làm riêng đấy. Anh nói cho em đầu tiên đi họp phải mặc chiếc áo này cho anh. Nói cho mọi người biết là Hoa đã là người phụ nữ của Doãn Tư Thần này. Anh tin rằng trên đời này không có mấy ai dám tranh giành phụ nữ với anh. Vậy những bộ đồ này, sao anh lại vứt hết ra đây? Bộ đồ này, hở hang thế này, đẹp thế này, anh không cho phép mặc cho người khác nhìn. Em đi học đấy, em mặc áo phông, mặc quần jean là được rồi. Mặc váy làm gì, Tư Thần, em đi giao lưu học tập đấy. Những bộ đồ này là em tự thiết kế, em phải mang vài tác phẩm của mình để giao lưu học hỏi chứ. Vậy em tự xếp đi, Tư Thần. Em thấy chiếc áo phông này rất đẹp, nhưng ngày đầu tiên đi Huệ không mặc được. Em hứa sau này sẽ mặc một lần cho anh xem có được không. Thấy anh hôm nay ngoan ngoãn giúp em thu dọn hành lý như vậy, em cho anh một phần thưởng nhỏ. Dậy sớm vậy à? Doãn Tư Thần, anh hứa với em rồi đấy, ngày nào cũng phải vui vẻ, làm việc chăm chỉ. Em thấy anh ngủ ngon quá, không gọi anh nữa. 3 tháng sau gặp nhé, cố Hề Hề. Cô Tống, sếp Doãn thấy Hề Hề không? Mới sáng sớm cô cố đã ra ngoài, cô ấy cũng không nói là đi đâu này sao? Thì không. Có điều lúc cô ấy ra ngoài có mang theo một chiếc vali. Đang gọi, Hề Hề. CICI. Cố Hề Hề đâu? Lên máy bay rồi. Anh nhìn tôi làm gì? Cậu ấy không có ở đây thật mà. Cố Hề Hề, em ra đây đi. Cố Hề Hề, anh đầu hàng. Anh không nỡ rời xa em, anh nhận thua. Cố Hề Hề, em ra đây đi. Cố Hề Hề, em ra đây đi.